xin chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống Việt Nam. Bữa nay em sẽ ăn rau không nha mọi người. Trời ơi trời nóng quá trời luôn, ăn rau cho bổ sung chất xơ nha mọi người ơi. Em ăn rau này rau gì mọi người biết gì không? Rau cần cua nha mọi người. Cái này là rau cần cua bóp với gỏi tép nha mọi người. Cái này kêu bằng bóp gỏi á. Đó, rau cần bóp gỏi ăn cùng với thịt kho, thịt heo kho. Rồi trước khi ăn em cho em uống miếng nước thần thánh cho em nha. Bữa nay em uống nước sâm nha mọi người. Sâm cho nó mát. Nay trời nắng nóng ghê hồn. Ăn rau bổ sung chất xơ cho da nó đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ em mời mọi người ăn chung với em nè. Ăn thử coi nó ra sao nha. Cà mỏng. Tại em bóp bỏ tủ lạnh á. Nó lạnh lạnh ăn ngon. Ăn chép chép đi cho nó ngon.
quá cay. Có cỏ nè. Nghe nhiều lắm nhưng mà này ta kêu bằng đói ăn rau đau uống thuốc đó mọi người. Ăn này nọ. Cực chất. Liệu em đến đây là hết nha mọi người. Bye bye mọi người. Và xin hẹn gặp lại yêu mọi người.